Phần 2. Vô thường, Anicca. 11. Điều khiển tâm. Dù là trạng thái nào của tâm, vui hay không vui xuất hiện, thì đừng bao giờ để ý. Chúng ta nên thường xuyên nhắc nhở bản thân, điều này là không chắc chắn. Điều mọi người không hay chú ý đến là sự không chắc chắn, nhưng đây là nhân tố quan trọng để mang đến sự thông tuệ, để chấm dứt việc đến và đi, và tìm kiếm thanh tịnh. Chúng ta chỉ cần nói, điều này không chắc chắn. Đôi khi chúng ta buồn bã đến nỗi nước mắt tuôn trào, đó là điều không chắc chắn. Khi những trạng thái của dục vọng hay ác cảm đến với chúng ta nên nhắc nhở bản thân về điều này. Dù là đứng, đi, ngồi hay nằm, dù cái gì xuất hiện thì cũng không chắc chắn. Bạn không làm được sao? Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hãy thử đi, bạn không cần cố gắng nhiều, điều này sẽ có tác dụng. Đó là thứ mang đến sự thông tuệ. Cách tôi tu thiền không quá phức tạp, chỉ có vậy, đó là tất cả những gì kết tinh lại. Nó không chắc chắn, mọi chuyện rồi sẽ đạt đến điểm này. Bạn không cần theo sát tất cả những ví dụ khác nhau của trải nghiệm tinh thần. Khi chúng ta ngồi thiền, có rất nhiều điều kiện khác nhau của tâm xuất hiện, xem xét và hiểu được cách thức của mọi việc, trải nghiệm những trạng thái khác nhau, đừng bám theo chúng và đừng bị chúng bao trùm lên. Bạn chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng, chúng không chắc chắn, vậy là đủ, rất đơn giản và dễ thực hiện. Rồi bạn có thể ngừng lại, kiến thức sẽ đến, nhưng rồi đừng quá hoảng sợ hay gắn kết quá chặt chẽ với nó. Sự hiểu biết về những sự việc này luôn hợp thời và thích đáng. Vô thường luôn thống trị mọi thứ. Bạn nên thiền về điều này. Những từ ngữ chân thực và chính xác của những người thượng trí sẽ không thể không nhắc đến vô thường. Nếu không nhắc đến vô thường, thì đó không phải là lời của những người thượng trí. Đó không phải là lời của những ai đã giác ngộ. Người ta gọi đó là những lời không chấp nhận chân lý của sự tồn tại. Theo tôi, một khi chúng ta đã có được kiến thức chuẩn xác, tâm sẽ nằm dưới quyền điều khiển của chúng ta. Quyền điều khiển là gì? Quyền điều khiển là Anicca, biết được mọi thứ là vô thường. Mọi chuyện dừng lại ở đây khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng và nó trở thành nguyên nhân để chúng ta từ bỏ. Và rồi chúng ta từ bỏ, theo bản chất của chúng. Nếu không có gì xảy ra, chúng ta vẫn được thanh tịnh. Và nếu có điều gì xảy ra, chúng ta xem xét. Nó có khiến chúng ta khổ đau không? Chúng ta có nắm giữ nó không? Có gì ở đó? Đây là động lực để chúng ta duy trì việc tu hành. Nếu chúng ta tu hành và đạt đến điểm này, tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta sẽ nhận ra sự yên bình tuyệt diệu. Nếu chúng ta đạt được cảnh giới nhận ra chân lý, chúng ta sẽ không phức tạp, không đòi hỏi mọi người nữa. Hài lòng với những gì chúng ta đang có, dễ dàng nói chuyện và khiêm tốn trong những hành động của chính mình. Không có khó khăn hay rắc rối, chúng ta sẽ sống thoải mái. Những người thiền và nhận ra tâm thanh bình sẽ được như vậy. 12. Rất nhiều phiền muộn. Cách hành động của Ajahn-cha. Ajahn-cha luôn lặp đi lặp lại sự không chắc chắn, và ông cũng đảm bảo rằng cuộc sống trong những ngôi chùa của ông phản ánh chân lý của sự tồn tại. Những đồ đệ học được cách sống mà không gắn kết với những công việc hàng ngày, kỳ vọng, tài sản, kể cả với ông. Những năm gần đây, những bước đi của Ajahn-cha trở nên chậm chạp hơn. Ông sẽ đi nhận của bố thí ở ngôi làng gần chùa nhất. Thường thì khi hàng dài những nhà sư đi đến cuối ngôi làng, khi những thi chủ cuối cùng đã cho gạo xong, một nhà sư tập sự hay mới vào chùa sẽ lấy đi chiếc bát trên tay ông, và hầu hết những người tùy tùng sẽ bước lên trước, hơi cúi đầu,
hai tay hợp nhất, cử chỉ của lòng tôn trọng khi họ đi qua ông. Thường thì ông đi cùng với một hoặc vài nhà sư già, nhưng đôi khi ông đi một mình. Đôi khi lúc bạn cúi đầu đi nhanh qua, ông sẽ gọi tên bạn, nên bạn sẽ đi theo sau ông. Vào một buổi sáng nọ, ông bắt đầu hỏi tôi về các phương trượng trong những ngôi chùa chi nhánh tôi từng ở trước đây. Khi chúng tôi nói chuyện về Ajahn Sinwan, một đồ đệ lâu năm bây giờ đã là phương trượng trong ngôi chùa của chính mình, và là một trong số những người hay bị ăn đòn từ Ajahn Chah nhất. Tôi nói rằng, tôi cảm thấy Ajahn Senior có đôi chút lười biếng và luôn né tránh trách nhiệm, trái ngược với hình ảnh một người tu hành đầy nhiệt quyết. Phải, Ajahn Chah nói, giống như tôi rất phiền muộn, tôi thích đi trêu chọc mọi người. Mặc dù tôi nhận ra ông đang chọc ghẹo tôi, nhưng tôi giật cả mình khi nghe những lời như vậy và không biết phải nói gì. Ajahn Chah tiếp tục nghiêng đầu về phía tôi, hạ giọng và ngấm ngầm chế giễu tôi. Nghe này, tôi đang định hoàn tục và tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm một cô thật dễ thương. 13. Nó không kéo dài mãi, nó không chắc chắn. Những gì chúng ta tập trung ở đây và bây giờ là Dhamma. Đó là nơi chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ và giải quyết những khó khăn của mình. Ngay bây giờ, trong thời điểm hiện tại, bởi vì thời khắc hiện tại chứa đựng cả nguyên nhân và kết quả. Hiện tại là hoa trái của quá khứ. Nó cũng là nguyên nhân của vị lai. Chúng ta đang ngồi đây ngay lúc này là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, và những gì chúng ta đang làm bây giờ sẽ trở thành nguyên nhân của những gì chúng ta sẽ trải nghiệm trong vị lai. Nên Phật dạy phải bỏ qua quá khứ và vị lai. Nói bỏ qua không hẳn mang nghĩa là chúng ta ném mọi thứ đi, mà là giữ lại tại điểm duy nhất của hiện tại, nơi quá khứ và tương lai đến cùng nhau. Nên từ bỏ qua chỉ là một cách nói thôi. Những gì chúng ta muốn làm ở đây là nhận thức được hiện tại, nơi có thể tìm thấy cả nguyên nhân và hệ quả. Chúng ta xem xét hiện tại để thấy sinh ra và kết thúc và sinh ra liên tục. Tôi luôn nói đến điều này, nhưng người ta không thực sự ghi nhớ. Hiện tượng xuất hiện trong thời khắc hiện tại và chúng không ổn định, không đáng tin. Người ta không xem xét kỹ chúng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói, ôi, điều này không kéo dài mãi, hay, nó không chắc chắn, điều này cực kỳ đơn giản. Bất cứ điều gì xảy ra đều là vô thường, nhưng không nhận thấy hay hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ trở nên lúng túng và đau khổ. Trong những gì vô thường, chúng ta nhìn thấy vĩnh cửu. Trong những gì không chắc chắn, chúng ta nhìn thấy sự chắc chắn. Tôi giải thích rõ nhưng người ta không hiểu, và cuối cùng họ không ngừng theo đuổi mọi thứ suốt cả cuộc đời. Quả thật, nếu bạn đạt được cảnh giới yên bình này, bạn sẽ ở tại nơi tôi đang nói đến, tại thời điểm hiện tại, dù có chuyện gì xảy ra bất cứ dưới dạng hình nào của hỷ lạc hay khổ ai, bạn sẽ thấy nó không chắc chắn. Điều không chắc chắn này là bản thân của Phật, bởi vì không chắc chắn là Dhamma, và Dhamma là Phật. Nhưng hầu hết mọi người tin rằng Phật và Dhamma là điều gì đó nằm ngoài bản thân họ. Khi tâm bắt đầu nhận ra tất cả mọi thứ đều không có ngoại lệ, là vì bản chất không chắc chắn của chúng, thì những vấn đề về nắm giữ và gắn kết bắt đầu giảm dần và từ từ tan biến. Nếu chúng ta hiểu được điều này, tâm bắt đầu từ bỏ và buông mọi thứ xuống, không còn nắm giữ nữa, và những gắn kết sẽ đi đến kết thúc. Khi nó đi đến kết thúc, người đó đã đạt được Dhamma, không có gì nằm ngoài điều này hết. Khi chúng ta thiền, đây là điều chúng ta muốn nhận diện, chúng ta muốn nhận thấy vô thường, khổ và vô ngã, và điều này bắt đầu bằng cách thấy được tính chất không chắc chắn.
khi đã nhận thức được nó rõ ràng hoàn toàn, thì chúng ta có thể từ bỏ. Khi chúng ta trải nghiệm hạnh phúc, chúng ta thấy điều này không chắc chắn. Khi chúng ta trải nghiệm khổ đau, chúng ta thấy điều này không chắc chắn. Chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đến sống ở một nơi nào đó, và nhận ra nó không chắc chắn. Chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở lại nơi mình đang ở, và chúng ta nhận ra nó cũng không chắc chắn. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều không chắc chắn, và chúng ta sẽ sống thoải mái. Rồi chúng ta có thể ở lại nơi đang ở và thấy thoải mái, hay chúng ta có thể đi đến nơi khác và thấy dễ chịu. Những nghi ngờ sẽ kết thúc như vậy đó. Chúng kết thúc bằng phương pháp tu trong thời điểm hiện tại này. Không cần thiết phải lo lắng về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi. Dù có chuyện gì trong quá khứ, thì cũng đã xuất hiện và kết thúc trong quá khứ, và bây giờ thì nó đã hoàn tất rồi. Chúng ta có thể từ bỏ những mối quan tâm về vị lai, vì dẫu có chuyện gì xảy ra trong vị lai thì cũng sẽ kết thúc trong tương lai. Khi những người tục gia đến để cúng tế, họ luôn nói, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ đến được Niết Bàn. Khi nào và ở đâu thì họ thật sự không biết, rất xa vời. Họ không nói, ở đây và ngay bây giờ, họ nói, trong tương lai. Nó luôn là một nơi nào đó, một lúc nào đó, không phải ở đây, chỉ có ở đó. Trong kiếp sau vẫn là ở đó, và trong những kiếp sau nữa thì vẫn là ở đó, nên họ không bao giờ đến được vì nó luôn ở đó. Điều này giống như khi mọi người mời một nhà sư già đến để nhận cuộc bố thí trong làng, rồi nói, thưa thầy đáng kính, hãy đi đến ngôi làng đằng kia. Rồi khi ông ta đi đến ngôi làng xa xôi đó, họ nói, thưa thầy đáng kính, hãy đến nhận cuộc bố thí ở đằng kia. Ông cứ đi, nhưng bất cứ nơi nào ông đến hóa duyên, người ta nói với ông, hãy nhận cuộc bố thí ở đó. Nhà sư già tội nghiệp sẽ không bao giờ nhìn thấy một mẫu thức ăn nào. Ông cứ đi đến đằng kia, ở đó, và không có gì cả. Chúng ta có xu hướng như vậy. Chúng ta không bao giờ nói bây giờ và ở đây. Tại sao vậy? Dùng thời điểm hiện tại không đúng sao? Đó là vì chúng ta vẫn còn quan tâm đến nhiều sự việc. Chúng ta vui vẻ trong hồng trần và không dám từ bỏ. Nên chúng ta muốn nó xảy ra vào một lúc nào đó trong tương lai. Giống như những người đã suối bẫy nhà sư già khi họ bàn về buổi quá duyên của ông. Thưa thầy, hãy đi đến đó để nhận đồ bố thí. Nên ông cứ tiếp tục đi tìm kiếm ở đó, nơi mà ông có thể nhìn thấy những thức ăn bố thí để nuôi sống bản thân, nhưng nó không bao giờ là ở đây, và ông vĩnh viễn không nhận được thứ gì hết. Hãy nói về ở đây và ngay bây giờ, trong hiện tại. Chúng ta thật sự có thể hoàn tất việc tu hành trong hiện tại. Chúng ta không cần nhìn về một lúc nào đó trong vị lai. Thay vì lo lắng về bất cứ điều gì, chúng ta chỉ xem xét tham ma ở đây và bây giờ để thấy được tính không chắc chắn và vô thường. Rồi tâm Phật, người biết tất cả mọi thứ, sẽ xuất hiện. Nó được phát triển thông qua kiến thức rằng mọi thứ là vô thường. Đây là nơi tăng cường sự hiểu biết. Samadhi, tâm yên tịnh có thể được phát triển ở đây. Đó là sự bình yên của cuộc sống trong rừng, trầm tĩnh khi mắt không thấy và tai không nghe gì hết. Tâm bị khuấy động khi nhìn và nghe thấy những sự việc, nhưng tâm sẽ không bị khuấy động vì những phiền não. Những nỗi phiền não vẫn còn, nhưng lúc đó chúng không xuất hiện, giống như nước và lớp bùn trong nước. Khi nước tĩnh, nó sạch trong, nhưng khi có thứ gì khuấy động nước, bùn sẽ xuất hiện và làm nước đục ngầu. Việc tu hành cũng như khi bạn nhìn thấy những dạng hình, nghe thấy những âm thanh, có những trải nghiệm không vừa ý, hay những trải nghiệm giác quan bất lạc, thì bạn bị quấy rầy. Nếu những điều này không xảy ra, thì bạn thoải mái trước những nỗi phiền muộn. Bạn mong muốn có được thứ gì đó, một chiếc máy quay phim chẳng hạn. Nếu bạn có được một cái, bạn sẽ rất vui mừng. Bạn buồn khi chưa có được nó.
Rồi khi đã có được nó thì bạn rất vui về chuyện này. Nhưng một khi chiếc máy quay bị trộm mất, bạn sẽ rất buồn. Niềm vui của bạn đã ra đi. Nếu trước khi bạn có được thứ mình muốn, bạn cảm thấy không vui, thì khi bạn có được nó, bạn có được niềm vui, và khi nó ra đi, thì bạn lại thấy buồn lần nữa. Samadhi đến từ cuộc sống trong một môi trường yên tĩnh cũng giống như vậy. Chúng ta thấy vui vì tâm đang trong trạng thái thanh bình, nhưng niềm vui chỉ có vậy thôi, bởi vì tâm chịu ảnh hưởng của dục vọng có được thứ gì đó luôn thay đổi. Sau một thời gian, nó sẽ ra đi, và khi đó, những gì không vui sẽ thay thế vị trí của nó. Giống như khi một tên trộm đã lấy mất máy quay phim của bạn. Đó là yên bình của Samadhi, yên bình tạm thời khi thiền thanh tịnh. Chúng ta phải nhìn vào điều này sâu hơn một chút. Dù chúng ta có được thứ gì đi nữa, thì nó sẽ trở thành nguồn cơn của khổ đau khi ta đánh mất chúng. Nếu ta không nhận thức được, nó là vô thường. Nhưng nếu nhận thức được, chúng ta có thể được lợi từ những thứ đó mà không phải mang theo gánh nặng. Bạn muốn làm kinh doanh và bạn cần vay ngân hàng một khoản tiền. Nếu sau khi đã nỗ lực hết mình mà vẫn không thể có được khoản vay, bạn sẽ rất buồn. Cuối cùng, ngân hàng đồng ý cho bạn vay tiền, và bạn rất vui mừng. Niềm vui của bạn sẽ kéo dài không quá vài giờ, khi tiền lãi bắt đầu chất chồng. Sau một thời gian, nó sẽ trở thành mối quan tâm lo lắng của bạn. Bạn có làm gì, dù là quay về với công việc trước đây, thì chúng vẫn sẽ tính lãi với bạn. Và chuyện này đã bắt nguồn cho một nỗi khổ đau. Trước đó, bạn thấy buồn vì không thể có được khoản vay. Khi vay được rồi, dường như bạn đã sẵn sàng và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng khi bạn bắt đầu suy nghĩ về tiền lãi của khoản vay, thì nỗi buồn lại trở về. Do đó, Phật dạy phải nhìn vào hiện thực và thấy được tính vô thường của thân và tâm, của mọi sự vật trên đời khi chúng xuất hiện và kết thúc, và không nắm giữ gì hết. Nếu giác ngộ điều đó, chúng ta mới có thể có được sự yên bình. Yên bình đến vì chúng ta đã buông bỏ đến từ sự thông tuệ, và sự thông tuệ đến từ những suy ngẫm về vô thường và vô ngã. Khi chúng ta trải nghiệm và nhận ra chân lý này trong tâm của mỗi người. Khi tu hành như thế này, chúng ta sẽ liên tục nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra trong tâm mình. Hiện tượng xuất hiện và biến mất. Biến mất rồi thì sẽ có điều mới xuất hiện. Đã xuất hiện thì sẽ có biến mất. Nếu chúng ta hình thành mối gắn kết với những gì xảy ra, thì khổ đau sẽ đến ngay lập tức. Nếu chúng ta từ bỏ, đau khổ sẽ không đến. Chúng ta sẽ thấy được điều này trong tâm mình. Chúng ta càng thêm chắc chắn về tham ma khi thiền như vậy, và sẽ đi đến điểm tất cả những gì cần làm là nhìn vào tâm mình trong hiện tại. Chúng ta bỏ qua quá khứ và vị lai để nhìn vào hiện tại, và liên tục thấy được ba tính chất này trong mọi sự. Đi, đó là vô thường. Đứng, vô thường thôi. Ngồi là vô thường. Đó là chân lý vĩnh hằng của mọi sự vật hiện tượng. Nếu bạn tìm kiếm sự chắc chắn hay vĩnh cửu, thì bạn chỉ có thể thấy trong những thứ luôn mang tính chất này, và không thay đổi sang tính chất khác. Khi quan điểm của bạn chín chắn như vậy, bạn sẽ được bình yên. Hay bạn nghĩ, thiền một mình trên núi thì sẽ được bình yên? Bạn có thể bình yên trong chốc lát, nhưng khi cuộc sống khắc khổ ở đó bắt kịp bạn, bạn sẽ cảm thấy đói bụng và mệt mỏi, nên bạn xuống núi và hướng về thị trấn. Có rất nhiều hàng hóa thực phẩm và vật dụng ở đó, nhưng rồi bạn bắt đầu nghĩ nó đang quấy rầy việc tu hành của bạn. Tốt hơn bạn nên đến một nơi thật hẻo lánh. Thực ra thì, người đau khổ khi sống một mình là ngu ngốc. Người đau khổ khi sống với một người khác là ngu ngốc. Nó giống như phân gà, nếu bạn mang nó theo bên mình, sẽ rất hôi. Nếu bạn vẫn mang nó đi cùng những thứ khác, nó vẫn hôi. Bạn đang mang những thứ hôi thối đi cùng mình. Nếu khôn ngoan, chúng ta có thể sống với rất nhiều người và cảm thấy đó không phải là một môi trường bình yên, và nó sẽ chính xác
trong một mức độ nào đó, nhưng nó vẫn có thể là nguyên nhân để gia tăng sự thông tuệ. Tôi đã phát triển được một số kiến thức từ chuyện có nhiều đệ tử, một số lượng lớn những người tục gia đến chùa, có nhiều nhà sư đến để xin làm đệ tử, và mỗi người đều có quan điểm và tính cách riêng. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều khó khăn, và tôi phải cố gắng đối phó với chúng. Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi được tăng cường. Trong phạm vi chịu đựng được, tôi vẫn tiếp tục tu hành, rồi tất cả những trải nghiệm của tôi trở nên ý nghĩa. Nhưng nếu không hiểu được điều này, thì chúng ta sẽ không có quyết tâm. Sống một mình cũng tốt, cho đến khi chúng ta phát chán vì nó, rồi chúng ta nghĩ mình nên sống cùng một nhóm người, có thức ăn đơn giản cũng có vẻ tốt, và có rất nhiều loại thức ăn dường như cũng đúng thôi. Mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy nếu chúng ta không thể hạ quyết tâm một lần và mãi mãi. Khi thấy mọi việc đều không đáng tin, chúng ta sẽ xem xét tất cả những tình huống thiếu hay thừa là không chắc chắn và không gắn kết với chúng. Chúng ta chú ý đến thời khắc hiện tại, dù cơ thể này sống ở đâu, nên ở lại cũng tốt, ra đi cũng được. Mọi việc đều ổn vì chúng ta tập trung vào tu hành để nhận diện bản chất của mọi sự. Người ta nói, Ajahn Chah chỉ nói về không chắc chắn. Họ phát chán khi nghe thấy điều này và họ lánh xa tôi. Chúng tôi đến đây để nghe Ajahn Chah thuyết pháp, nhưng ông ta chỉ nói về không chắc chắn. Họ không chịu được cứ nghe mãi một chuyện nên họ ra đi. Tôi đoán họ định tìm một nơi mà mọi thứ đều chắc chắn, nhưng họ sẽ quay lại đây thôi.